Dân chúng tôi thăm giàn nho Hạ Đen đang độ kết trái chữ cành. Anh Hoàng háo hức khoe thành quả sau gần 5 năm gây dựng trang trại và mức thu nhập gấp 3 đến 4 lần so với trồng các giống nho truyền thống ở địa phương. Năm 2020, anh Hoàng trở thành một trong những người tiên phong đưa giống nho Hạ Đen không hạt về trồng ở Ninh Thuận với diện tích 1.000 m2. Sau gần 1 năm ăn ngủ bên gốc nho mới để chăm sóc, anh Hoàng đã thu hoạch được 1,5 tấn nho tươi với giá bán dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng trên 1 kg. Anh Hoàng thu về gần 200 triệu đồng từ lứa quả đầu tiên. Nhận thấy hiệu quả kinh tế mang lại rõ rệt so với cây nho truyền thống ở địa phương, anh Hoàng đầu tư gần 1 tỷ đồng để bắt đầu nhân rộng quy mô vườn nho với sự bài bản trong các khâu chăm sóc, phân bón hữu cơ, các chế phẩm sinh học và kỹ thuật cắt ghép để nhân giống nho Hạ Đen, mở rộng diện tích và bán nho giống cho nông dân có nhu cầu. Tới hiện tại thì farm em đang triển khai là 3 giống chủ lực. Là thứ nhất là nho Hạ Đen. Thì đối với farm em đó, thì là một sào Hạ Đen này, một sào nho ngón tay đen và một sào nho sữa Hàn Quốc, hay gọi nho mẫu đơn đó. Còn nhiều giống khác nữa thì farm em đang nghiên cứu. Thì qua những năm sau là thành công và farm em nắm quy trình được rồi đó, thì tiếp tục đưa ra thị trường và giới thiệu cho bà con nông dân được biết hơn. Đang tất bật thu hoạch những chùm nho Hạ Đen không hạt, anh Hoàng tiết lộ đặc tính của các giống nho này không khác mấy so với các giống nho đỏ và nho xanh NH0148 ở địa phương. Bên cạnh đó, khả năng kháng bệnh cao hơn, mùa mưa ít bị nứt vỏ hơn so với giống nho địa phương. Đối với về những dòng nho không hạt và nho Hạ Đen á, nói riêng, thì nhìn chung á, theo farm em trồng được 4 năm á, thì tính từ lúc trồng mà lên trên vàng và tạo cành cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì đảm bảo kỹ thuật nó còn dễ làm hơn những giống nho truyền thống nữa. Bởi vì khi em đem về là em đã tìm hiểu cái giống nho Hạ Đen này nè, cái lá rất là dày và kháng bệnh rất tốt, và khả năng của nó phát triển thì có thể là tương đương với nho dại mà farm mình làm, mà ở Ninh Thuận mình làm gốc ghép. Hiện tại sản phẩm nho Hạ Đen không hạt của anh Hoàng đã có mặt ở khắp 63 tỉnh thành trên cả nước thông qua hệ thống bán hàng của các shop trái cây, siêu thị và hệ thống bán online của cá nhân. Nông dân trẻ Tống Minh Hoàng cũng đã thành lập cơ sở kinh doanh trang trại nho của riêng mình với tên gọi Hoàng Yến Farm, với mong muốn mang những giá trị từ cây nho ở Ninh Thuận đến với thị trường trong và ngoài nước. Em thấy ăn nho này rất là ngọt, vừa không hạt nữa, nên là khách của mình á, thì khách ngoài tỉnh á, thì rất là thích ăn nho không hạt, nhưng mà Ninh Thuận mình toàn là có hạt không à. Nhưng đây là vườn đầu tiên không hạt nên là khách em rất là thích. Nên là cứ mỗi lần mà vườn này có là em đi theo vườn này mấy năm rồi. Có là em lấy về nhà ăn rồi đi gửi cho khách tỉnh rất là nhiều. Với những thành công bước đầu từ giống nho mới Hạ Đen không hạt và một số giống nho khác như nho sữa Hàn Quốc, nho ngón tay đen, anh Tống Minh Hoàng cũng đã mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình dự án khởi nghiệp nông nghiệp do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA tổ chức. Trang trại Hoàng Yến Farm của Tống Minh Hoàng cũng đã trở thành điểm đến chung của nhiều nông hộ trồng nho trên khắp cả tỉnh. Nhiều hộ đã đặt mua và theo dõi hướng dẫn kỹ thuật từ anh để trồng thành công và hứa hẹn cho những mùa nho bội thu. Nho quả thì farm em còn kết hợp điểm mạnh nữa là cây giống. Và hiện tại là có kênh YouTube chia sẻ toàn tập về kỹ thuật nho trên 300 video. Và hiện tại cũng đang nhận chuyển giao rất là nhiều cho bà con nông dân ở tỉnh nhà là tỉnh Ninh Thuận này. Và các anh em ở các tỉnh thành khác và đang liên kết với những khu du lịch đó để phát triển những vườn nho để mở rộng du lịch ở các tỉnh. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, qua thực tế, bước đầu nhận thấy giống nho Hạ Đen không hạt mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với các giống nho truyền thống. Sự thành công của nông dân trẻ Tống Minh Hoàng cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra hướng đi mới, mang lại giá trị kinh tế cao cho các nông dân trồng nho ở địa phương.